Chào các bạn, hôm nay mình hướng dẫn các bạn một cái bài luyện ngón cực kỳ tốt dành cho ngón 1, ngón 3 và ngón 4. Tại sao như vậy? Bởi vì thường cái ngón tay của bạn, ngón 4 là yếu nhất và liên kết giữa ngón 3, ngón 4 nó khá là rời rạc. Do đó cái bài tập này sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều. Ngoài việc đánh ba cái ngón này, các bạn thấy là các bạn chạy ngón thì các bạn thấy là có thể nó hơi dễ, nhưng lần này chúng ta tập khó hơn bằng cách chúng ta đánh ngược hoàn toàn. Đánh ngược hoàn toàn, tức là đánh từ dưới lên và bắt đầu bằng ngón 4. Các bạn nói 4-3-1, 4-3-1, cứ như vậy. Chúng ta chạy lên khắp con đèo, từ dưới chạy lên, xong chúng ta từ trên chúng ta cũng ngược như vậy. Chúng ta chạy đúng một kiểu đó thôi. Thì các bạn kiểm soát hết trên con đèo, nó sẽ giúp ích cho các bạn liên kết của ba ngón này rất là tốt và giúp cho ngón 3 và ngón 4 của bạn mạnh lên nhé. Và cái ý tưởng bài tập này thì rất là đơn giản, chúng ta có thể bắt đầu ngay ngang số 13-12. Nếu có cái đèn các bạn không có khuyết, không có đến các ngang cao đây thì bạn đánh các ngang thấp xuống ngang 12 vẫn được, không có gì cả. Nhưng mà càng cao thì chúng ta càng đánh được nhiều hơn thôi ha. Thì cái câu chúng ta như sau, các bạn nên nhớ chỉ áp dụng bằng này, các nốt chúng ta là 4-3-1 đó. Các bạn cứ để ý bàn tay các bạn, ví dụ như mình đây mình đánh ngang 13-12-10, tương tự như vậy mình đánh từ dưới lên ha. Thì các bạn đánh, mình đánh nguyên một cái vị trí thế tay ngay cái điểm này. Tay phải các bạn cố gắng tập làm sao các bạn đánh phím một xuống, một lên, một xuống, một lên hết nhé. Chứ không đánh một kiểu xuống, mà chúng ta đánh alternate picking, một xuống, một lên, xuống, một lên. Chậm lên các bạn. Tương tự như vậy, khi các bạn đã xuống tới 13, 12, 10 rồi thì chúng ta sẽ lùi nó xuống một ngang. Lúc đó các bạn sẽ đánh là 12, 11, 9 và xuống về dưới tương tự như vậy. Lại hai câu đầu các bạn. Đánh chậm nha, các bạn có thể nhịp chân theo cái liên ba nếu bạn thích ha. Khi các bạn đánh 12, 11, 9 rồi, tới đây rồi, các bạn bắt đầu lùi xuống nữa, nửa cung một ngang, chúng đó chúng ta có 11, 18. Sau đó các bạn sao nữa, lùi cái ngón này xuống và đánh tiếp. Đó, cứ như vậy các bạn thấy một tí, nếu bạn chưa tập quen, hai ngón này của bạn cảm giác nó sẽ mỏi. Nhưng mà yên tâm, mỗi là nó có tác dụng tốt đấy. Nếu bạn mỏi quá không được, các bạn nên ngừng lại. Chúng ta massage tay một tí, các bạn xoay như thế này. Đó, bạn xoay để cho nó bớt, giảm cái cảm giác khó chịu, căng cứng đi. Sau đó chúng ta tập lại. Nếu các bạn không quen, các bạn tập từ ngang 8, thì đây 8, 7, 5, vẫn ok ha. Sau đó các bạn kéo xuống nửa cùng. Và chúng ta tương tự vậy. Các bạn lại kéo xuống nửa cung và bắt đầu tiếp. Thì cái thế tay các bạn thấy, nếu các bạn chia ra thì bạn thấy là từ ngang số 1 đến số ngón số 1, ngón số 3 thì cách nhau một ngang này thôi, còn các ngón khác là liền kề. Đó, cứ như thế này. Thì bạn thấy là thường chúng ta đánh ngược một tí thôi, nhưng mà đánh ngược từ trên xuống nó là khó cho bạn, giống như đánh ngược trên như thế này. Đánh ngược kiểu từ trên xuống sẽ khó khăn một tí, nhưng nó sẽ giúp cho các tay của bạn bấm chính xác hơn rất nhiều. Thì các bạn nếu mà bàn tay hơi yếu một tí, cần phải
luyện ngón nhiều hơn thì hãy tham gia các khóa học là luyện ngón guitar sơ cấp của mình. Giá rất là rẻ các bạn, có 200 mấy chục ngàn thôi. Rất nhiều bài tập cho các bạn, rất là cơ bản để giúp cho cái ngón tay của bạn phát triển. Và khi cái ngón tay của bạn nó đủ mạnh, các bạn bấm nó linh hoạt trên đàn rồi, thì sau đó các bạn solo hay là các bạn điểm hợp âm cho người ta cũng rất là thuận tiện. Bởi vì bản thân hợp âm là tập hợp của các nốt thôi. Khi ngón tay các bạn độc lập tốt rồi, các bạn chuyển hợp âm nó nhanh hơn, và các bạn có thể đánh các câu lót, chạy câu gì đó nó cũng hay hơn đó. Hãy ủng hộ Amigo Guitar Shop và kênh Guitar for Freedom nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Xin chào.